Cường ơi, cái này có du thuyền ha, bật đi trên biển là bén. Có tối. Biết ở đây nó có mực được không ta? Có nhưng mà ít lắm. Bình thường du thuyền ha. Đây chị. Mình cứ ngồi đây, anh không quay tới đâu. Mấy cái cảnh này sơ sơ. Về đưa cho bạn nó đăng lên.